ở bên kia trái đất là một nơi ngày càng được nhắc đến nhiều hơn, New Zealand. New Zealand lớn bằng Anh hoặc Nhật, nhưng đó có lẽ là điểm chung duy nhất giữa New Zealand và hai nước này. New Zealand rất tự hào về sự độc đáo của mình. Bạn sẽ được khám phá tại sao rất nhiều người chọn New Zealand làm nơi sinh sống. Cả Wellington và New Zealand có lẽ đến bây giờ cũng chỉ là một cái tên và một địa danh trên bản đồ. Nhưng từ bây giờ, bạn sẽ thấy nơi đây có nhiều hơn thế. Bạn được nghe rất nhiều về nơi đây, về con người, về các thế hệ, về các nền văn hóa. Dù là một thành phố nhỏ xinh, nơi đây còn có rất nhiều địa danh vui chơi trong nhà và ngoài trời. Ngoài ra, nơi đây còn có rất nhiều công việc dành cho sinh viên. Là sinh viên, chúng ta có thể làm việc 20 tiếng mỗi tuần và làm việc toàn thời gian vào mùa hè. Và cuối cùng nhưng cũng không kém phần quan trọng, sẽ là không ngoa khi nói rằng không có gì đẹp hơn thành phố này trong một ngày đẹp trời. Thành phố Wellington khá nhỏ, dân số ở đây ít hơn 500.000 người. Tuy nhiên, thành phố này không thiếu các tiện nghi, các hoạt động và cơ hội bạn có thể tìm thấy ở bất kỳ thành phố lớn nào khác. Với một mạng lưới giao thông đa dạng, Wellington là một nơi lý tưởng để sống, làm việc và sinh hoạt một cách thoải mái. Bất cứ điều gì bạn nghe về Wellington cũng không quan trọng nếu bạn không nhìn thấy thành phố này, vì nhìn là tin. Nếu bạn sang đây học, bạn sẽ có cơ hội tuyệt vời để tự mình khám phá thành phố Wellington. Không chỉ có thế, Wellington là cửa ngõ đến với nhiều thứ khác. Nếu bạn đã từng xem phim Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn, bạn sẽ biết rằng New Zealand là địa điểm quay phim và sản xuất của bộ phim này. Và chắc chắn đây sẽ là một điều bạn muốn kể cho gia đình bạn nghe, cùng rất nhiều điều khác nữa. Phong cảnh đa dạng, cuộc sống náo nhiệt, tất cả các lứa tuổi, các dân tộc và những con người thân thiện nhất trên hành tinh này, tất cả ở một nơi hay sao? Đúng thế, đó chính là nơi này, thành phố Wellington, New Zealand. Tại sao bạn không tới đây để khám phá?